Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Thao Vua. Tên Hải Châu. Cơ hội cho Thôn Thiên, Thiên Thạch. Pha xoay. Và như vậy, trọng tài Hữu Ngọc đã công nhận bàn thắng. Các bạn cứ yên tâm đi ạ. Các trọng tài người ta không dạy gì mà thiên vị ai cả. Các con ra ngoài đi. Hơn. Rất đáng tiếc. Cơ hội tạm thời trôi qua. Rất bình tĩnh Thiên Thạch. Mẫn Đông đang xin bóng. Không vào. Và pha Vọng Nguyệt đang bị mất tâm lý sau bàn thua thì phải. Hiện tại con anh sẽ phải là người có 4 nghề. Vẫn là pha đấm bóng chính xác của Công Dũng. Thôn Tiền đang chơi trên chân. Không vào. Người bỏ lỡ lại là Thiên Thạch. Và những gội rất nhiều mà Thôn Tiền tạo ra. Vọng Nguyệt đang mất đi cái bản sắc vương quốc của mình thì phải. Như các bạn comment ở trên livestream trực tiếp này thì cũng đừng comment những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các bạn sẽ bị chặn like và không xem được like nữa đâu ạ. Tuyệt ai không vào. Đó là sự xuất sắc của cái tên Xuân An. Một pha bóng mà Xuân An đã chạy chỗ và thoát đi. Rất bình tĩnh. Sút xa. Không vào. Pha dứt điểm rất căng. Sơn Muller. Sút xa. Vẫn không vào. Bóng khẽ chạm cột dọc và đi ra ngoài. Pha dứt điểm quá hay của Sơn Muller. Vẫn là cái chân trái này. Bóng đã tiền. Người vừa dứt trận cầu có ít nhất là 3 bàn thắng được ghi. Đối mặt cơ hội. 2-0 dành cho Thôn Tiền. 2-0 rồi. Công Trà là người ghi bàn. Hàng phòng ngự bất ổn. Vào sân mừng quá khích là sao? Anh là huấn luyện viên phó anh lại thế à? Không được, không ổn. 2-0. Thiên Thạch là người kiến tạo. Công Trà là người ghi bàn. Đình Linh đây rồi. 3-0. Và cái tên ghi bàn là Mẫn Đông. Cầu thủ đã có một cú đúp trong trận đấu gặp Thị Lôi. Cái cách mà Thôn Tiền họ vùi dập đối thủ thì không ai đoán trước được cái gì cả. 3-0. Sai lầm với ai không sai lầm. Đúng với Mẫn Đông và cái chân trái.
Đường chuyền ngang sân quá nguy hiểm đến từ Văn Đồng. Sút xa. Pha dứt điểm rất căng đến từ Công Thông. Rất nguy hiểm. Bóng lại vừa chạm xa ngang và đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Bóng đã đi ra ngoài. Sút ngay. Phản công. Mẫn Đông. Tốc độ của Mẫn Đông. Mẫn Đông đi bóng rất tốc độ và cố gắng dứt điểm, nhưng tình huống dứt điểm này thì lại hơi nhẹ. Cơ hội dành cho Phạm Huyệt. Tân Phong. Rất nguy hiểm. Vẫn là cái tên Sơn Muller đơn độc. Vậy là 4-0. Vâng, thay người bên phía Vọng Nguyệt. Duy Quân rời sân. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.